Bạn xin chào cùng cam kênh channel The S Tutorial. Nên trong video này channel mình sẽ học những biện pháp để cắt split. Mình này thả bài video. Chỉ bấm này bấm này. Ok. Vì thế chúng ta split cái gì mình bấy. Bỏ xong chỗ add file xem nào. Ok. Split thì mỗi cái gì chôm trong này. Mình play video thì mà. Di chuyển trong này, rút cái trái, di chuyển cái trái này mà, ok, cứ đây chỉ pick nặng, hai cái nó bị TTP di chuyển mouse đâm, nó lơ phan lằng máu, mouse đâm, hai vô click split, cái tên này, ok, ba bị TTP bấy cái gì para shortcut key, cái gì para cái gì chơi control ở chỗ máu, hai chuyện là ở sau B, B Ctrl B bạn chẳng mà gửi đánh. Ok, bây giờ con chân sẽ lộ cả thời gian như chụp nên video mình đọc tiền.